chào cả nhà. Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Thì bữa nay là Thánh Liệu chính thức về nhà mới cả nhà ơi. Thì hôm mấy anh em đi trải nghiệm săn bắt á, rồi vô hơi trễ thì Thánh Liệu có cúng đồ rồi hết. Thì là ông thợ nè, thợ làm nhà cho Thánh Liệu. Thì có làm mâm cơm cúng đang về nhà mới. Vô hơi trễ rồi mới cúng xong. Quay sơ sơ trong nhà cho cả nhà xem trước thì mình hãy ra ngoài quay. Bữa nay thì có cụ Lão Nhãn qua chơi với Thánh Liệu nữa mà đi sao. Vợ mình đang cộng mấy cái hóa đơn lại coi cô chú cho tổng cộng là bao nhiêu để ăn hồi mình đọc lên đó cả nhà. Coi làm gì được không? Ok rồi, đẹp rồi. Đây, căn bếp của nhà Thánh Liệu. Nhìn chén này. Bồn rửa tay. Ô, con cọp trong đây nhóc luôn Thánh Liệu ơi. Dạ. Ồ, tôi đi ra mới được. Cọp quá trời vậy. Ngon, hạt chế đó nha. Hạt chế đi. Thôi, mình đặt đây cổng á. Đặt đây hết mặt lên. Mặt lên luôn cổ. Bữa nay là chính thức rồi đó. Mỹ Lan. Hello. Chào cả nhà. Đây là bà già của Thánh Liệu. Có ba đi vô nữa mà ba ở ngoài quán rồi cả nhà. Chút nữa ba mới vô sau. Cô Men. Chào bà cô cháu. Nãy giờ con không chào. Quay sơ trước cái bảng cho cô chú xem. Cái bảng này nha. Tên của cô chú Mạnh Thường Quân cho nhà của cho tiền nhà góp lại đăng các nhà cho Thánh Liệu đó cả nhà. Đây là anh Tư của Thánh Liệu. À, anh ở Quế, sống Quế đi bắt cá này. Rồi đây giới thiệu bên đây giùm luôn anh Tư. Cái sách nè. À, đây là cô Út. Bắt này là của Út. Cái liệu ở nha, sao hè đó. Vô ngồi đi anh. Năm đâu đã bắt năm. À quên giới thiệu. Đây là anh Năm của Thánh Liệu, bữa hổm đi xuống Quế bắt có con cá gô với con cá lóc. Con cá lóc bị sảy nữa. Ờ, ta em có để cái khúc đó cho anh coi đó nha. Có không? Có. Ờ, cầm vừa tới rớt ủng. Dính được con cá gô bự. Cô Lão Nhãn vô trễ rồi, chút xíu mới vô tới. Chút xíu mình hả công bố à, được à, bao nhiêu tiền của cô chú gửi. Ủa ba đâu, chưa thấy ba qua. Hiện gồm Sóc Trăng. Ba. Chào cả nhà. Bữa nay đi dự tiệc mà không được uống bia nè, chỉ được ăn. Ba giờ bị bệnh là không hút thuốc, không uống rượu. Con phải rồi, sao đi mốt ít được ba con rồi. Chào cả nhà. Ê, mình vô nhà đi Thánh Liệu. Chúc mình hả ra tổng số tiền rồi cảm ơn cô chú sau chút xíu nha. Hai chồng nhớ đứng. Bữa nay em cảm ơn ha. Tại đầu mùa tới giờ thì mình cũng chưa có cảm ơn cô chú nhiệt tình. Đi cảm ơn qua lo à. Bữa nay là nhất định phải cảm ơn cho nhiệt tình mới được. Đây là mấy chú ở xóm lại chơi ha.
Út. Vô đi Hiển, vô nhà ngồi chơi đi cưng. Vô nè. Hiện gồm Sóc Trăng hôm đi trải nghiệm với mình nguyên một đêm. Già này buồn ngủ. Trời luôn á. Vô nhà đi con. Hồi mình ở lại sao mình chơi với cô Lão Nhãn luôn cũng được. Bây giờ cô chú ở xóm cũng đông hết cả nhà. Cái đây hả? Cái này phải làm thêm bắt thêm một mâm nữa qua đó nó mới vừa. Cái này thì mình có chả ngũ, chả lụa, rồi cà ghi, rồi thù lao, với cá nướng. Chứ bữa nay là thánh liệu bắt không? Vô đi anh. Quay cái bảng lại cho cô chú xem. Cái này là chỉ mới làm cái bảng tạm thời. Rồi nữa mới làm cái bảng PK. Tại vì đặt gấp quá anh ta giao không kịp đó cả nhà. Chúc mừng thắng liệu về nhà. Chứ mà mình bao nhiêu tao ngọn mà thế thôi. Này thì bữa nay cũng ngày chúc mừng thánh liệu được về nhà mới cả nhà ơi. Nãy giờ mình quay mình cũng quên nấu. Bước vô quay tròn cảnh cô chú lại chơi với thánh liệu. Quá rút cái bữa ra kìa bẻ nó mày này. Bữa nay có cô Yến lại chơi nữa nè. Cô Yến. Cái này là lẩu cái bàn lẩu quê hương. Lẩu lao quê hương. Giới thiệu và dở lên nè. Nè, cả nhà ơi, cái này là cù lao quê hương nè. Tại vì hồi xưa đó, mình ăn cái cù lao này không à, là mình để than vô giữa. Rồi bây giờ mình ăn bây giờ á, thì là lò gà, lò cồn. Còn này là con cá quá lông ngồi trong đời khách. Người ta giới thiệu cái con gà. Gà luộc biết chưa bạn gì. Vậy là này trầm vui quá. Rồi, trước cũng có đi bắt chuột với gia đình mình đó. Bên đó thì anh bán vật liệu xây dựng cho nhà thánh liệu. Bữa nay chị đâu không rủ đi luôn. Ngồi chơi luôn nghe cô Út ơi. Nha. Bốc đi.
Này là làm nhà hả Thánh Liễu? Làm nhà. Làm nhà, làm nhà. Làm nhà. Còn cái này không có làm nhà đâu nha. Ừ. Cái này là mình nấu nhà hết luôn á. Cái này nấu nhà không à. Thịt chúc mừng cũng nấu nhà luôn. Chúc mừng Thánh Liễu đã được hoàn thành ước mơ. Vô ngồi đi Út. Út vô Út. Vô ngồi chơi với con cháu bữa nay ngày vui của Thánh Liễu mà. Không ngồi trống ngồi chỗ mình đang ngồi ngoài này mình đang cũng mời tới nhà. Bữa nay vậy mấy chú Năm à? Mấy chả đó. Út. Bữa nay vậy mấy chú Năm nè. Chú Năm mới đi bệnh viện về. Đồ uống mà đâu biến mà không hút luôn á giờ. Thật đây. Không hút luôn. Kể cái hành trình này hôm mấy anh em mình hẹn ăn tới sao? Ăn cái ăn không nổi luôn. Ăn ba hiệp. Ăn ba hiệp. Nói anh Hiện kể nè, nói ăn ba hiệp ăn không nổi luôn. Tại vì anh quay giùm cho Hiện một cái video nữa. Rồi nướng cá ăn. Rồi tới anh, rồi anh tới hai cái luôn. Im không Thành? Nhà im không? Quá im luôn, có lầu luôn. Có lầu luôn. Giờ bố Út lại bố Út xé gà, vợ Thánh Liễu bố Út xé gà, ừ bỏ lại rồi ngồi luôn. Bây giờ vô ngồi không? Không ngồi chị nói, bưng chân đi. Cái này bưng vô nhà thì bây giờ đi. Chị kéo, kéo đại lý. Quá mồi rồi. Thôi bây giờ mình khui đi Thành ơi, khui đi chị Yến ơi. Đi là bây giờ vô cái này trước miếng ha. Mình thủ đường xa đừng bị Thánh Vụ Thánh Liệu vụ. Ai làm loạn ai lo chứ. Không được. Ai chịu vụ đâu. Ăn hết rồi đừng nói đâu rồi. Trời. Vô, 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 v
ở chợ mình ăn gà chợ đi. Cái gì rồi, trúng thưởng hả Mỹ Lan? Trúng nè, trúng thưởng rồi nè. Chào ra trúng thêm chiếc xe tay ga nữa. Trúng cái gì? Trúng cái gì? Dạ cho mã số nè, mà không biết trúng cái gì. À. Thôi trúng được chiếc xe. Trúng rồi mà cào rồi, mà cào rồi. Ngồi đi thắng liệu, ngồi chơi một chút đi. Thắng liệu coi chiếc xe. Ngồi chiếc coi sao ạ? Dạ thì gia đình mình cũng dùng bữa xong rồi cả nhà ơi. Ở bên trong này cũng có cô chú anh chị đồ có uống lai gai á, thì nói chuyện hơi lớn rồi mình dời điểm ra ngoài này để cộng mấy cái hóa đơn là tiền vật tư của nhà thánh liệu là cô chú gửi ủng hộ thánh liệu đó, thì bữa nay mình sẽ cộng hết mấy cái hóa đơn đó lại coi ra được nhiêu tiền. Em lấy mấy cái hóa đơn nó ra cộng lại em. Mình tổng cộng là được mấy cái hóa đơn? 7 trái. 3 4 5 7 trái. Cái hóa đơn này là 7.789.000, quay từ trái em. Nè. Được chưa? Cái này là 32.289.000. Cái này là 11.877.000. 5.122.000. 10.838.000. 2.486.000. Cái này là 11.091.000. Cộng lại hết 7 hóa đơn là được là 81.492.000. Tổng số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân gửi ủng hộ và các nhà cho thánh liệu là 81.492.000. Bây giờ là cũng như là bữa nay là chính thức là gia đình thánh liệu được dời về nhà mới, và cũng thay mặt kênh Dân Sinh Đoàn và kênh gia đình của tôi thì chúc mừng vợ chồng thánh liệu đã được về nhà mới. Rồi kế tiếp là vợ chồng thánh liệu có lời gì muốn nói với cô chú đã ủng hộ mình. Dạ đầu tiên em gửi lời cảm ơn đến kênh Dân Sinh Đồn và gia đình của tôi. Cảm ơn hai vợ chồng anh chị đã kết nối cho em được hoàn thiện căn nhà. Và cảm ơn Mạnh Thường Quân cô dì chú bác ở trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ cho hai vợ chồng em được căn nhà mơ ước. Dạ cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Thì cũng thay mặt kênh gia đình của tôi nè, kênh Dân Sinh Đoàn với thay mặt gia đình thánh liệu gửi lời cảm ơn cô chú anh chị trong nước và ngoài nước đã gửi tiền ủng hộ cho gia đình thánh liệu. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Hôm nay thì chính thức là nhà của thánh liệu hoàn thiện hết. Thì cũng vui cả nhà ơi, thì vô cũng có dùng bữa đồ xong hết rồi. Thì thu xếp hành trang thì gia đình mình chắc cũng về. Thì chia tay với cụ Lâu Nhãn luôn, thì về thẳng đây ngãi. Giờ thì video của gia đình mình chắc cũng xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Bye bye, bà cô chú. Mình chào tạm biệt cả nhà luôn nha.